mở rộng. Bắc Giang mở rộng năm 2017 xin hướng điều hành các trận thi đấu đúng luật, đúng điều lệ, ba tổ chức với tinh thần vô tư, khách quan, trung thực và chính xác vì sự thành công của giải, vì vinh quang của thể thao. Xin hướng.